Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trong hàng ngũ tướng lĩnh sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, Tôn Thất Đính được đánh giá là một viên tướng rất thức thời. Với tư tưởng gió chiều nào theo chiều đó, phe cánh nào mạnh thì nhảy vào tham gia. Đặc biệt hơn nữa, ông ta cũng chính là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong quyết định thắng lợi cho phe đảo chính do Dương Văn Minh cầm đầu trong cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu ngày 1 tháng 11 năm 1963. Kẻ phản bội. Tôn Thất Đính sinh ngày 20 tháng 11 năm 1926 tại Thừa Thiên Huế trong một gia đình tôn thất nhà Nguyễn. Tháng 8 năm 1945, trước tình hình thế giới chuyển biến mau lẹ, quân Nhật bại trận liên tiếp và phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện phe đồng minh. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Minh lãnh đạo nhân dân cả nước nổi dậy giành chính quyền từ tay quân Nhật, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nền độc lập vừa giành lại được và chính quyền cách mạng non trẻ vừa thành lập đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Thực dân Pháp đã núp bóng quân Anh dưới danh nghĩa là quân đồng minh và giải giáp quân Nhật trở lại xâm lược Nam Bộ, rồi đàm phán với quân Trung Hoa Dân Quốc để tiến ra hòng thôn tính nốt miền Bắc. Trong thời gian đầu, Tôn Thất Đính đã tham gia kháng chiến chống Pháp trong hàng ngũ Việt Minh. Tuy nhiên không lâu sau, khi mặt trận Đà Lạt, Đơn Dương tan vỡ trước sự tấn công của quân Pháp, ông ta có lẽ vì không chịu đựng được gian khổ kháng chiến, đã khiếp sợ trước sức mạnh quân Pháp, quay ra phản bội, bỏ hàng ngũ kháng chiến để trốn về Đà Lạt. Ông ta xin làm thư ký cho ty cảnh sát của Pháp. Đầu năm 1948, Đính bị phát hiện từng tham gia Việt Minh chống Pháp nên bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam. May mắn cho Đính, nhờ có sự bảo lãnh của người anh trai, lúc bấy giờ đang là một chuyên viên làm cho Viện Pasteur Đà Lạt, ông ta được thả tự do với cam kết là không được tham gia các hoạt động chống Pháp. Làm tay sai cho Pháp. Tưởng chừng đã chán ngán và không muốn dính líu tới chuyện chính trị, chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh. Tuy nhiên, có lẽ do số phận đã đưa đẩy Tôn Thất Đính quay trở lại con đường binh đao súng đạn. Nhưng lần này là ở trong hàng ngũ quân đội tay sai cho thực dân Pháp. Ở trong một chuyến về thăm gia đình tại Huế, Tôn Thất Đính đã tình cờ gặp được một người quen cũ là Đỗ Mậu, lúc bấy giờ đang làm trưởng phòng 3 Bộ Tham mưu Việt binh đoàn tại Huế, một lực lượng quân sự bổ sung của quân đội Pháp. Qua sự dụ dỗ thuyết phục và giới thiệu của Đỗ Mậu, Tôn Thất Đính đã gia nhập Việt binh đoàn. Sau khi học và mãn khóa đào tạo hạ sĩ quan tại đồn Mang Cá ở Huế, Đính được phân bổ về làm thư ký ở phòng bí thư Bộ Tham mưu với cấp bậc trung sĩ. Và tới đây, thì con đường thăng tiến trong binh nghiệp của Đính có phần thay đổi. Tháng 10 năm 1948, chính phủ Pháp hỗ trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam thân Pháp mở trường đào tạo sĩ quan người Việt, lấy tên là Trường Sĩ quan Việt Nam ở Đập Đá, Huế, với mục đích là bổ sung sĩ quan người Việt cho quân đội Liên Hiệp Pháp. Giữa năm 1950, ông ta được chọn sang Pháp du học ở trường kỵ binh Samur. Đầu năm 1951, sau khi mãn khóa học về nước, Đính được cử làm đại đội trưởng đại đội ngự lâm quân đồn trú tại thành nội Huế. Đầu năm 1953, Tôn Thất Đính được thăng cấp đại úy, chuyển ra Bắc giữ chức vụ tham mưu trưởng liên đoàn lưu động số 2 đồn trú ở Ninh Giang, Hải Dương. Cũng từ đó, ông ta liên tục được điều động vào các chức vụ sĩ quan khác nhau, nhưng chưa từng một lần nào phải giao chiến với bộ đội Việt Minh. Đầu quân cho Diệm Nhu. Sau khi quân Pháp thua trận tại Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 và Hiệp định Geneva được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954, theo điều khoản hiệp định, Việt Nam tạm thời bị chia làm hai miền Nam Bắc và các bên Pháp cũng như lực lượng kháng chiến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến hành tập kết chuyển vùng. Tôn Thất Đính cùng các đơn vị di chuyển vào Nam đóng quân tại phân khu Duyên Hải Nha Trang. Đầu tháng 8 năm 1954, được sự giới thiệu của Trung tá Đỗ Mậu, ông đã bí mật gia nhập Đảng Cần Lao Nhân Vị và trở thành một thành viên tích cực ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm giành được quyền lực và được cử làm Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ngày 1 tháng 2 năm 1955, ông ta được thăng cấp Đại tá tại nhiệm. Cùng thời điểm này, Liên đoàn 32 Chiến thuật được tổ chức thành Sư đoàn 32 Bộ binh tại Đà Nẵng và ông ta được làm Tư lệnh Sư đoàn. Khi người Pháp bại trận và phải cuốn gói về nước, người Mỹ lập tức nhảy vào thế chân Pháp, phá hoại Hiệp định Geneva, ngăn chặn Hiệp thương Tổng tuyển cử, thống nhất đất nước, dựng lên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thân Mỹ do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống và nhanh chóng xây dựng lại lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa để đàn áp cách mạng miền Nam cùng các phe phản đối lập. Thời gian đầu,
Khi thấy anh em Diệm Nhù có triển vọng quyền lực lớn hơn, Tôn Thất Đính đã nịnh hót, ca ngợi hết lời, ủng hộ Ngô Đình Diệm và sau đó được anh em Diệm Nhù coi là kẻ thức thời trong số các sĩ quan có dòng dõi hoàng tộc. Năm 1957, ở Huế, Tôn Thất Đính còn khôn ngoan nhận làm con nuôi của Ngô Đình Cẩn và tìm mọi cách để anh em Diệm Nhù tin vô điều kiện và sự trung thành của hắn với họ. Hoạn lộ của Tôn Thất Đính cũng thêm phần thăng hoa hơn nhờ biết giống như con kỳ nhông đổi màu liên tục. Một viên sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa từng có dịp tiếp xúc với Tôn Thất Đính ở giai đoạn sau 1954 đã nhớ lại. Trung tá Tôn Thất Đính thuở đó thường có phong cách ứng xử rất là ngang tàng, hách dịch, ưa dùng gậy chỉ huy để đập thuộc cấp. Mỗi khi Tôn Thất Đính xuống xe, đi bộ trên các đường phố ở địa bàn mà ông ta phụ trách là thể nào cũng có một đoàn cận vệ đi ngay phía trước ông ta. Đám binh sĩ cận vệ được tuyển lựa những người cao to, vận chiến phục giản dị của lính dù, lăm lăm tiểu liên Thompson, mặt mày bặm trợn, sát khí đằng đằng, chả khác gì cánh tướng phường trèo. Tháng 12 năm 1957, sau khi du học ở Mỹ về, Đính được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh sư đoàn dã chiến số 1. Đầu tháng 8 năm 1958, ông ta được thăng cấp thiếu tướng khi mới 32 tuổi và được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 2 và vùng 2 chiến thuật. Phải nói rằng, đây là một sự bổ nhiệm thần tốc, mới chỉ 32 tuổi đã lên hàm thiếu tướng và là tư lệnh của một quân đoàn, một vùng chiến thuật. Nếu dựa vào tài năng thì không nói làm gì, nhưng oái oăm thay, chủ yếu sự ưu ái này đến từ việc anh em Diệm Nhù muốn xây dựng vây cánh và củng cố chế độ độc tài, gia đình trị của mình. Thời gian Tôn Thất Đính làm tư lệnh quân đoàn 2, vùng 2 chiến thuật cũng là giai đoạn mà ông ta tỏ ra hết mực cúc cúng tận tụy với triều đại của họ Ngô. Có lần, khi mà Ngô Đình Diệm cùng bầu đoàn anh em thuộc hạ lên Pleiku đi thăm khu dinh điền, gặp hôm trời mưa, đường trơn, Ngô Đình Diệm đã thay giày bốt để đi lại dễ dàng hơn. Nhưng riêng Ngô Đình Luyện, em trai tổng thống, vẫn đi giày thường. Thế vậy, thiếu tướng tư lệnh quân khu Tôn Thất Đính đã vội vã ra lệnh lấy giày cao cổ nhà binh cho ông Luyện thay. Và khi giày được mang tới, thì đích thân thiếu tướng Tôn Thất Đính đã quỳ xuống cởi giày cho ông Luyện trước sự ngạc nhiên của tất cả sĩ quan và đoàn tùy tùng của Ngô Đình Diệm. Đúng là phải có khí chất đến thế nào thì một vị tư lệnh mới hạ mình quỳ xuống và thay giày cho em trai của tổng thống. Sau sự việc này thì anh em họ Ngô lại càng tin tưởng hơn vào sự trung thành nhất mực của Tôn Thất Đính. Dù có được sự sủng ái của tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng Tôn Thất Đính thì vẫn bị cố vấn Ngô Đình Nhu đánh giá là một con người bốc đồng, tự cao tự đại và hoành hoang hống hách, ham thích rượu chè, tiệc tùng. Đó là những yếu tố rất nguy hiểm cho một tướng lĩnh cầm quân. Bên cạnh đó, Tôn Thất Đính dính vào một số cáo buộc về việc bao che cho người anh trai là Tôn Thất Đính độc quyền khai thác gỗ ở cao nguyên Trung Phần, cũng như việc đưa người em Tôn Thất Đình làm sĩ quan văn phòng không phải tham gia chiến đấu ngoài mặt trận với Việt Cộng. Mặc dù vậy thì Tôn Thất Đính vẫn được xem là không có tham vọng chính trị và đứng đầu sổ về lòng trung thành với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ngày 7 tháng 12 năm 1962, Tôn Thất Đính bàn giao quân đoàn 2 lại cho Thiếu tướng Nguyễn Khánh. Ông Đính được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn vùng 3 chiến thuật. Đến ngày 21 tháng 8 năm 1963, Tôn Thất Đính còn kiêm Tổng trấn Đô Thành Sài Gòn, giám sát khu vực xung quanh Đô Thành. Đính hiện tại không khác gì viên tướng thân cận nhất với anh em Diệm Nhù, nắm giữ ngự lâm quân, bảo vệ an toàn cho gia đình họ Ngô và Đô Thành Sài Gòn. Với vai trò đó, ông ta như hổ mọc thêm cánh và trở thành một yếu tố quan trọng trong sự thành công hay thất bại của bất kỳ một cuộc đảo chính nào. Nắm trong tay 2.500 lính dù, thiên thần mũ đỏ và 1.500 lính thủy quân lục chiến, hai lực lượng con cưng ưu tú của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cùng với 700 lính quân cảnh. Ngoài ra, Tôn Thất Đính còn có liên hệ mật thiết với sư đoàn 5 bộ binh. Chính việc quá tin tưởng và trao quá nhiều quyền lực cho một người đã khiến anh em Diệm Nhu sau này phải nếm trái đắng. Phản bội anh em Diệm Nhu. Vào cuối năm 1963, các sĩ quan cao cấp vốn bị thất sủng đã thuyết phục Tôn Thất Đính kiến nghị với Tổng thống Ngô Đình Diệm trao cho Đính một chức vụ trong nội các. Tổng thống Diệm đã phản đối gay gắt vì cho rằng Tôn Thất Đính đeo lon thiếu tướng đã được trọng đãi quá rồi. Và bắt đầu từ đây, Đính tỏ ra bất mãn với Diệm Nhu và cũng bắt đầu hùa vào các nhóm tướng lĩnh cao cấp khác của phe đảo chính. Khi bạn cho một đứa trẻ kẹo mỗi ngày, đối xử tốt và chiều chuộng nó, tới một ngày bạn không cho nó kẹo nữa, nó sẽ quay ra hờn dỗi bạn
bởi nó coi việc bạn đối xử tốt với nó là mặc nhiên. So với giới tướng lĩnh đương nhiệm, Đính không khác gì một đứa trẻ hờn dỗi, và việc quá chiều chuộng của anh em Diệm Nhù đã giết chết chính họ. Lẽ ra, đảo chính sẽ xảy ra vào tháng 8 hoặc cuối tháng 10 năm 1963, nhưng bất thành, bởi các đầu mối tình báo của Ngô Đình Nhu phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường trong quan hệ giữa các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa với Tòa đại sứ Mỹ. Trong đó, có một số tài liệu liên quan tới âm mưu, lật đổ. Nhưng, trừ Tôn Thất Đính ra, tuyệt nhiên không có bất kỳ một tài liệu nào liên quan tới Đính, và chính vì vậy, anh em Diệm Nhu vẫn tin tưởng Đính tuyệt đối. Đây dường như là con bài tẩy mà phía đảo chính muốn tạo bất ngờ cho phía Diệm Nhu. Tổng thống Diệm và em trai là cố vấn Ngô Đình Nhu khi biết được là có một cuộc âm mưu đảo chính lên kế hoạch rất công phu, tương kế tiệu kế bằng một cuộc đảo chính giả nhằm bẫy đối thủ, kế hoạch phản đảo chính Bravo. Theo đó, vài ngày sau lễ quốc khánh 26 tháng 10 năm 1963, Tôn Thất Đính, tư lệnh quân đoàn 3 sẽ cùng đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh lực lượng đặc biệt, kết hợp với liên binh phòng vệ phủ tổng thống trung thành với anh em Diệm Nhu thực hiện kế hoạch phản đảo chính Bravo. Bản kế hoạch này gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tức Bravo 1, để đánh lừa người Mỹ và các tướng mưu toan đảo chính, đại tá Lê Quang Tung sẽ gửi một vài đơn vị của ông ta, lực lượng đặc biệt, ra khỏi Sài Gòn, nó là đi hành quân. Khi đó, các lực lượng trung thành khác cùng với các đơn vị thiết xa sẽ bí mật bố trí quanh Sài Gòn, rồi bất thần các đơn vị cảnh sát và những toán phá rối làm ra vẻ chống Diệm để tạo ra một cuộc đảo chính giả. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ngay trong giờ đầu hành động sẽ ra Vũng Tàu. Nơi đây đã đặt sẵn một bộ chỉ huy với đầy đủ các phương tiện liên lạc. Diệm và Nhu như thể đã thoát được một cuộc đảo chính. Một chính phủ cách mạng giả hiệu ở Sài Gòn sẽ ra tuyên cáo về chương trình mới. Một vài tù nhân chính trị có tiếng tăm sẽ được thả ra khỏi nhà tù. Những toán du đãng khác được chiêu mộ khi ấy sẽ bắt tay vào hành động và sẽ có một cuộc tắm máu. Giai đoạn 2, tức Bravo 2. Trong vòng 24 giờ, để tái lập trật tự, các tướng Tôn Thất Đính, Huỳnh Văn Cao sử dụng quân đội của họ quanh Sài Gòn sẽ tấn công giả vờ và tái chiếm thành phố Sài Gòn. Cuối cùng, Diệm Nhu sẽ trở về từ Vũng Tàu như những người hùng. Qua đó có thể thấy được rằng, trong bản kế hoạch này, Tôn Thất Đính là nhân tố cực kỳ quan trọng, vốn được Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu vô cùng tin tưởng nên đã được giao vai trò cốt yếu. Sau khi nhận được bản kế hoạch do Diệm trao cho, Tôn Thất Đính nói rằng sau khi xong việc thì xin cách chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hai rẻ, Ngô Đình Diệm đã bất ngờ chửi thẳng: đồ ngu! Diệm cáu như vậy cũng đúng thôi, bởi đang trong lúc căng thẳng, nước sôi lửa bỏng như thế này mà Đính vẫn còn vòi vĩnh được do quá quen được cương triều, ưu ái rồi thì bảo sao mà Diệm không bực bội. Nhưng rồi Đính đã im lặng không nói gì, và sau đó đã âm thầm ôm bản kế hoạch phản đảo chính Bravo dâng cho phe đảo chính. Anh em Diệm Nhu đều không ngờ tới điều kinh khủng này. Nhờ có sự đóng góp to lớn đó của Tôn Thất Đính mà nhóm đảo chính đã kịp thời bố trí các đơn vị trung thành với chế độ Ngô Đình Diệm ở xa bên ngoài Sài Gòn và điều các lực lượng nổi dậy về gần Sài Gòn hơn, sẵn sàng hành động. Và điều gì đến cũng đã phải đến. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính nổ ra ngay giữa lòng Sài Gòn. Quân đảo chính nhanh chóng chiếm ưu thế. Khi bị bao vây, Diệm Nhu đã cố gắng liên lạc điện thoại với Tôn Thất Đính, nhưng Đính không thèm trả lời. Tối ngày 1 tháng 11, trong khi Đính đang tiệc tùng linh đình, thì quân đảo chính đã kiểm soát Sài Gòn, chỉ còn quân phòng thủ thành Cộng Hòa vẫn đang chống giữ. Anh em Diệm Nhu thì đang chui hầm ngầm trốn ra ngoài. Chế độ độc tài gia đình Trịnh họ Ngô bị lật đổ và anh em Diệm Nhu bị quân đảo chính đánh đập rồi qua đời trong xe bọc thép M13. Do có công lớn trong cuộc đảo chính ngày 2 tháng 11, Tôn Thất Đính được thăng cấp trung tướng và được cử vào chức vụ đệ nhị phó chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng kiêm Tổng trưởng An ninh trong nội các của Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ sau khi bàn giao chức vụ Tổng trưởng Sài Gòn lại cho Trung tướng Mai Hữu Xuân. Tuần lễ đầu của tháng 11 năm 1963 đã mang lại cảm giác ngất ngây cho Tôn Thất Đính cũng như Trần Văn Đồn. Đính phản bội lại người đã cưu mang ông ta, và giờ thì Đính đã có được những gì mà Đính muốn. Tưởng chừng như số phận đang lên như diều gặp gió, tuy nhiên cũng chỉ 3 tháng sau thôi, cốt khỉ lại hoạt cốt khỉ. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1964, do mâu thuẫn quyền lợi, tướng Nguyễn Khánh từ Pleiku đã lén về Sài Gòn và tiến hành trót lọt cái gọi là cuộc chỉnh lý. Và Tôn Thất Đính cùng một số viên tướng bị coi là trung lập khác đã bị loại ra khỏi cuộc chơi lớn này. Tôn Thất Đính đã bị đưa lên giam tại Pleiku trong một thời gian. Trong cuốn hồi ký 20 năm binh nghiệp xuất bản trong cảnh lưu vong sau này, Tôn Thất Đính vẫn rất cay cú
oán hận Nguyễn Khánh về chuyện đó. Nhưng đúng như một nhân chứng đã viết, sao ông ta không chịu khó phân tích để thấy là nếu Nguyễn Khánh không thực hiện cuộc chỉnh lý ngày 1 tháng 2 năm 1964, thì thế nào cũng sẽ lại có một viên tướng khác làm mà thôi. Cũng giống như là vào những ngày cuối cùng tháng 10 năm 1963, Tôn Thất Đính và Trần Văn Đôn nhận lệnh từ điệp viên của Seiya Konin để làm đảo chính triều đình họ Ngô vậy. Tuy nhiên, đã làm phận tay sai thì phải chịu cảnh rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Đó là một vòng lặp mà Đính đáng nhẽ phải nhận ra. Ông ta làm với kẻ khác thế nào thì sẽ có kẻ khác làm như vậy với ông ta. Tuy nhiên, là một kẻ trở mặt và hàng cao thủ lão luyện cộng với khả năng luồn lách, sau này Tôn Thất Đính vẫn tìm đủ mọi cách để năm 1966 trở thành Tổng Cục trưởng Quân huấn kiêm nhiệm Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù đó là chức vụ chẳng có mấy quyền lực gì so với các tướng tư lệnh quân đoàn khác. Năm 1966, ông ta còn được giữ chức tư lệnh quân đoàn 1 vùng 1 chiến thuật khi có những sự cố liên quan tới phong trào đấu tranh của Phật tử. Nhưng vì chính ông ta cũng bất lực trước tình hình như hai vị tư lệnh tiền nhiệm và có xu hướng ngả theo nhóm Phật tử cầm đầu vụ biến động miền Trung, nên sau đó Tôn Thất Đính đã bị triệu hồi về Sài Gòn. Thay thế ông ta là Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Giữa tháng 7 cùng năm, ông ta bị buộc phải giải ngũ khi mới chỉ 40 tuổi. Giấc mộng thăng quan tiến chức trong con đường binh nghiệp đã tan tành. Thất sủng và lưu vong. Ra khỏi con đường binh nghiệp, cuộc đời của Tôn Thất Đính đã chuyển sang ngã rẽ khác về chính trị. Trong giai đoạn từ 1967 tới 1968, Tôn Thất Đính vẫn cạy cục bằng mọi thủ đoạn để được đắc cử thượng nghị sĩ trong liên danh Hoa Sen, rồi làm chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng nghị viện Sài Gòn. Thậm chí, trong giai đoạn từ 1970 tới 1972, Tôn Thất Đính còn là trưởng khối xã hội dân chủ. Năm 1973, ông ta tái tranh cử và đắc cử thượng nghị sĩ nhiệm kỳ 1973-1979 do dược sĩ Trần Văn Lắm làm chủ tịch. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng và hai miền Nam Bắc Việt Nam được thống nhất. Chiến tranh kết thúc, Tôn Thất Đính đã cùng gia đình bỏ trốn di tản ra nước ngoài. Và cũng như bao binh lính sĩ quan, tướng tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa khác phải rơi vào cảnh sống tị nạn, đất khách quê người. Trong những ngày di tản, khi tới đảo Guam, lúc nào Tôn Thất Đính cũng đóng kịch, giả vờ điên khùng, ngớ ngẩn để gợi lòng thương xót và luôn luôn lo sợ các thuộc cấp cũ nổi khùng lên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho bỏ tức. Thế nhưng, khi đã ngồi ấm chỗ lưu vong tại Mỹ, Tôn Thất Đính thì lại nổ cái máu háo danh háo lợi cũ, không chịu ngồi yên, ăn năn hối lỗi vì những tội ác trong quá khứ, mà vẫn để cho mình bị dụ vào những chức vụ hữu danh vô thực để tham gia các hoạt động chống phá tổ quốc quê hương, cho tới khi qua đời tại Mỹ vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, hưởng thọ 87 tuổi.